cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha. Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha. Cầu xin Chúa Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi thay ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha. Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha. Là bóng hình con
khuya sớm muôn lòng đồng hành với con trên khắp nẻo đường gian giao tình thương cha hàng nấn bước có cha trong đời là chúa nuôi an đời sau có hình bóng cha có tình yêu cha có niềm an vui sự sống đến từ nơi cha phúc làm con cha ôi hạnh phúc thay dù đời nỗi trôi dòng tố tư bề thề nguyện mến yêu cha đến muôn đời dù ngàn khổ đau trăm ngàn nguy khó có cha trong đời là thuẫn trợ che đời sống có hình bóng cha có tình yêu cha có niềm an vui sự sống đến từ nơi cha phương làm con cha ôi hạnh phúc thay sự sống đến từ nơi cha làm con cha ôi hạnh phúc thay giữa thế giới hôm nay lòng con vơi đi nhiều ngày giữa thế giới hôm nay lòng con mất đi niềm dũng cảm giữa thế giới nhiều điều rối ren tình yêu trong con cũng phai nhạt dần con đã không mến yêu ngài chân tình giữa thế giới hôm nay trần gian phôi pha từng nhiều người giữa thế giới bon chen trần gian mất đi niềm thương cảm giữa thế giới nhiều điều tính toán tình yêu cho nhau cũng phai tàn dần nhân thế đang khát khao một chân tình xin cho con yêu Chúa bằng con tim chân thành xin cho con yêu Chúa bằng tim yêu trọn tình dẫu thế giới còn nhiều gian dối nguyện xin cho con yêu Chúa mãi thôi không phút giây nào vơi cho con yêu nhân thế bằng con tim chân tình cho con yêu nhân thế bằng yêu thương thật lòng giữa thế giới còn nhiều toan tính nguyện xin cho con yêu trắng vỡ gian yêu thế nhân bằng chính tình Chúa yêu Chúa
Chúa bằng tin yêu trọn tình. Dẫu thế giới còn nhiều gian dối, nguyện xin cho con yêu Chúa mãi thôi. Yêu Chúa không phút giây nào vơi. Trong con yêu nhắc thế bằng con tim chân tình, cho con yêu nhắc thế bằng yêu thương thật lòng. Giữa thế giới còn nhiều toan tính, nguyện xin cho con yêu trắng rơi dần. Yêu thế nhân bằng chính tình Chúa yêu người. Dẫu thế giới còn nhiều gian dối, nguyện xin cho con yêu Chúa mãi thôi. Yêu Chúa không phút giây nào. Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa của ngày thứ ba tuần 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andre, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Alphê, Simon biệt danh là Nhị Thần, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại đoạn tin mừng Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ. Chúng ta biết có nhiều người theo Chúa Giêsu, có một đoạn ghi là có ngài có 72 môn đệ. Vậy thì trong số những người đi theo Chúa Giêsu đó, ngài quyết định chọn 12 người làm tông đồ của ngài, tức là 12 người sẽ gần gũi với ngài, cùng sống với ngài để ngài huấn luyện trở thành nền tảng cột trụ của hội thánh. Hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, 12 tông đồ tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Và để làm công việc quan trọng này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Chúng ta thấy trước khi ngài ra đi rao giảng, ngài đã cầu nguyện suốt 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện trong sa mạc. Rồi bây giờ, trước khi chọn 12 tông đồ, một công việc rất quan trọng, ngài đã cầu nguyện và cầu nguyện suốt đêm. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện nhiều như vậy đó. Huống chi là chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta và đặc biệt là trước các biến cố, trước những cái sự kiện quan trọng, những công việc quan trọng, chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ soi sáng chúng ta. Và Chúa dạy chúng ta phải siêng năng cầu nguyện, đừng lười biếng, đừng có nhàm chán, phải kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Thánh Alphonso nói, ai cầu nguyện thì sẽ được cứu, ai không cầu nguyện chắc phải hư mất. Nguy hiểm đó, thấy không mọi chị em? Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta thấy có hai cái giờ cầu nguyện quan trọng. Thứ nhất đó là lần chuỗi mân côi. Lần hạt mân côi là một cái giờ cầu nguyện quan trọng. Chúng ta cầu nguyện và suy gẫm các trang tin mừng. Và thứ hai đó là thánh lễ. Tham dự thánh lễ là cái giờ cầu nguyện trang trọng nhất, quan trọng nhất.
và đem lại nhiều ơn ích cho chúng ta nhất. Cho nên chúng ta cố gắng giữ hai cái giờ cầu nguyện đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Lần hạt môn côi và siêng năng tham dự thánh lễ. Nếu thấy mình biếng nhác, không muốn lần hạt, không muốn đi lễ, không muốn cầu nguyện, thì hãy cố gắng khắc phục và xin Chúa cho được cái ơn cầu nguyện. Xin Chúa ban cho con ơn cầu nguyện. Sao con thấy con lười biếng quá, con nguội lạnh quá. Thành tâm kêu xin thì Chúa ban ơn cho cùng với cố gắng của chính mình. Bởi vì Chúa nói, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Tất cả những cái ơn chúng ta cần, những cái nhu cầu của chúng ta, của anh chị em chúng ta, của thế giới, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót. Chúng ta biết hiện nay có cuộc chiến tranh ở bên Ukraine đó, đất nước Ukraine bị tàn phá. Chúng ta xin Chúa cho người dân Ukraine được bình an, xin Chúa cho hòa bình được mau trở lại với họ. Rồi phúc âm ghi, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Jude, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Chúa Giêsu rao giảng, Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân và Chúa xua trừ ma quỷ. Và Chúa đã chọn các tông đồ, Chúa đã lập hội thánh để hội thánh tiếp tục cái sứ mệnh của Chúa, của Chúa trên trần gian này, sứ mệnh cứu thế. Chúng ta thấy hội thánh tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu, sứ mệnh rao giảng lời của Chúa. Hàng ngày các giám mục, các linh mục, các giáo lý viên, các tín hữu rao giảng lời của Chúa, rao giảng bằng lời rao giảng bằng chính đời sống của mình, gương sáng của mình, hay là bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh của mình. Rồi giáo hội tiếp tục cái sứ mệnh chữa lành của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy các dòng tu hay như là các sơ nữ tử bác ái Vinh Sơn, dòng John Thiên Chúa, hay là dòng các Phaolô, các chị em Phaolô, hay là dòng mẹ Teresa Calcutta và nhiều dòng khác đã đón nhận các bệnh nhân, chăm sóc họ, chữa lành cho họ, an ủi họ. Giáo hội tiếp tục sứ mệnh chữa lành của Chúa Giêsu. Và đồng thời giáo hội cũng tiếp tục cái sứ mệnh trừ quỷ của Chúa Giêsu qua cái việc rao giảng tin mừng, qua cái việc cử hành các bí tích. Giáo hội đẩy xa ma quỷ ra khỏi đời sống của con người qua hoạt động của các nhà trừ quỷ. Giáo hội đẩy xa ma quỷ ra khỏi đời sống của chúng ta. Kính thưa anh chị em, và phúc âm ghi, người ta cố gắng sờ vào Chúa Giêsu, đụng chạm vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Người ta cố gắng đụng chạm vào Chúa Giêsu, sờ vào Chúa Giêsu, tiếp xúc với Ngài để được sức mạnh từ Ngài cứu chữa. Vậy thì chúng ta cũng phải đến với Chúa Giêsu, phải gặp Chúa Giêsu, phải đụng chạm vào Ngài. Đụng chạm vào Chúa Giêsu, gặp Chúa Giêsu bằng cách nào? Bằng cách lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Đó là chúng ta đụng chạm tới Chúa, sờ vào Chúa, gặp được Chúa, lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Rồi đi tham dự thánh lễ, đón rước mình máu thánh Chúa, đó là đụng chạm tới Chúa, là đón nhận Chúa, để được Chúa gìn giữ, để được Chúa bổ sức, để được Chúa chữa lành, ban ơn cho chúng ta. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse chúc lành cho chúng ta. Xin cho chúng ta được cái ơn cầu nguyện, biết cầu nguyện và biết kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để chúng ta có được sức sống của Chúa ở với chúng ta, nâng đỡ chúng ta, gìn giữ chúng ta đời này và đời sau. Amen.
một mùa xuân thiên đường. Đến cưới lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự cần tiếc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến cưới lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca xót Chúa bao lần. Đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Có tan vào lòng Chúa xót thương, được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự cần tiếng anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca nồng hương xót Chúa bao lần. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Bỏ thang vào lòng Chúa xót thương, một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài rửa hết muôn tội đời. Bỏ thang vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự phần tiếc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca xót Chúa bao lần. Đến với lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa, Chúa đó hồng ân, cho con sự cần tiếc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao lần. Cuộc sống chiếu ngọt thương yêu.
Chúa trong lòng con, trong thâm sâu của cõi tâm hồn, Chúa hiện diện sâu lắng trong con. Chúa trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con. Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh, để được nhìn bóng dáng thần linh, trong ân tình tràn chứa niềm tin. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh, để được nhìn bóng dáng thần linh, trong ân tình trang chứa niềm tin. Trong tim con tràn dâng khôn vơi, bao no say muôn lời ân phúc, ôi linh thiêng mùa trời cao vút. Tâm tình chiều mến không ngơi. Chúa trong lòng con, Ngài đợi con giây phút tương giao, Ngài chờ con tha thiết dâng trao, tình của Ngài như sóng dâng cao. Chúa trong lòng con, xin cho con tiếp rước mình Ngài, xin cho con ôm ấp riêng Ngài. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào tràn chứa dường bao. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào tràn chứa dường bao. Trong tim con
con tràn dâng khôn vơi, bao no say muôn lời ân phúc. Ôi linh thiêng mùa trời cao vút. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Thank you.
Hãy tình yêu, hãy tình yêu, tình ai muốn nhớ.
trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một chàng hoa mất côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi an vui con dâng lên mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm chiều mến. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ đời những gian truân mẹ sẽ ủi an. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một chàng hoa mất côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Thương ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi âu lo xin dâng lên mẹ lời yêu con dâng trong tim khoáng khát. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn mẹ. Trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một chàng hoa mất côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương trong mẹ. Đời con quên đi những ngày trống vắng đêm đen mênh mông con kêu xin mẹ tình mến cao dâng tràn chứa hồn thơ. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một chàng hoa mất côi bằng ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Hôm mai trung kiên tin yêu nơi mẹ buồn vui bao la tràn hòa kiếp sống. Con tim yêu thương xin dâng cho mẹ tình mến chung chinh không lúc nhạt phai. Xin dâng cho mẹ tình mến chung chinh.